không cần phải massage cho tôi. Massage mà móng nhọn thế đâu, bỏ mẹ ăn, tôi ăn đi. Đây, phần chay này là của tao này. Còn là phần mặn cá đây, cá kho thơm phức mà nạc như thế này, cá chấm khổ dày thế này, ăn. Ăn đi. Mày không được ăn chay, ăn chay bây giờ là đẳng cấp nha. Ăn chay rau thủy canh thì chỉ tao mới được ăn thôi.